Rồi, em xin chào anh Thức nha. Anh Thức có thể giới thiệu sơ về thông tin của cá nhân của mình cũng như vườn mình không anh Thức? Mình thì tên Thức, cái vườn của mình thì đang nằm ở Hàm Cường, thì Hàm Cường Nam, Bình Thuận. Thì vườn mình hiện tại thì đang chăm khoảng cỡ 700 chậu. Thì cái vườn này thì thời gian trong cái khoảng thời gian mà cái giá cả nó thấp đó, thì mình cũng có bỏ, không có chăm một thời gian, xong rồi sau này mình có chăm lại những pha đầu. Thì hiện tại mình đã sử dụng cái sản phẩm là Sato 1524 của công ty BM. Anh xài giai đoạn trái bao nhiêu ngày anh ha? Mình bắt đầu rải cái lúc trái tầm khoảng cỡ 17 ngày trở đi. À, rồi 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 rồi. Một bao 50 kg thì mình rải cho được 200 chậu. Anh sau khi anh chạy anh đãi cái lứa mà xài Sato 20524 thì anh thấy anh có đánh giá về hiệu quả không anh, cái ưu nhược điểm của nó á. Sau khi xài sản phẩm thì đến cái lúc mà thu hoạch á, thì cái về cái độ lên màu thì nó lên tươi và đều màu. Rồi cái dòng sản phẩm của mình thì nó theo cái cảm nhận á, thì nó tan chậm hơn nhiều sản phẩm khác. Mình tưới gốc thì khoảng tới lúc chín, tới lúc chín và thu hoạch thì mình vẫn còn thấy cái lượng phân nó vẫn còn. Rồi mà sau khi mình cắt trái á thì anh thấy cái dạng dây của mình nó còn nữa, hay là nó có mềm, hay là nó có sụp, hay là nó có sao không ha? Hiện tại thì sau khi mà cắt trái thì cái lượng phân nó cũng còn một số hạt ở trong gốc, cho nên là nhìn tổng quan thì cái cành nó sau khi cắt thì nó cũng không có xuống lắm, còn giữ được cái lực căng. Cảm ơn Thức nha. Mong anh lần sau cũng có gì về ủng hộ sản phẩm BM của tụi em nha. Rồi cảm ơn anh. Chào công ty. Dạ dạ dạ